Xin kính chào quý vị anh chị và tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông. Hôm nay tôi có dành một cái khoảng thời gian để làm một cái video nói về một cái chương trình, đó chính là chương trình du học dành cho tất cả các bạn, đó chính là học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Thì như quý vị và các chị đã biết, đó chính là tôi tên là Phạm Khánh Hòa. Hiện tại thì tôi đang là trưởng phòng tuyển sinh của trung tâm Nhật ngữ HDT. Trung tâm Nhật ngữ HDT thì đã thành lập được đến bây giờ là 5 năm, trải qua quá trình hình thành và phát triển, và các khách hàng đã biết đến trung tâm là một trong những đơn vị rất là lớn mạnh về chương trình kỹ sư Nhật Bản. Và ngày hôm nay thì tôi có làm một cái video để nói về chuyên sâu về cái chương trình du học Nhật Bản dành cho tất cả các bạn trẻ đang có cái dự định trong năm 2019 và các năm tiếp theo đi du học. Ở trung tâm Nhật ngữ HDT thì hiện giờ đang có hai cái trụ sở chính tại 106 đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương, và một trụ sở tại 405 Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trung tâm Nhật ngữ HDT với một cái đội ngũ cán bộ nhân viên, giáo viên chuyên nghiệp đều là những các bạn đã từng đi du học và đi xuất khẩu lao động Nhật Bản về nước và trình độ trên tiếng Nhật trên N3 trở lên. Và đặc biệt với có một đội ngũ giáo viên người Nhật trực tiếp và ở tại trung tâm và được giảng dạy các bạn tại trung tâm Nhật ngữ HDT với một cái sự chuyên nghiệp. Thì chúng tôi là một trong những đơn vị làm việc trực tiếp với đối ngoại. Hiện giờ thì bên Nhật chúng tôi đang có 4 văn phòng tại bên Nhật. 4 văn phòng ở bên Nhật sẽ đến trực tiếp các trường học ở Nhật và các sinh nghiệp của Nhật để liên hệ trực tiếp các trường và liên hệ trực tiếp các tuyển dụng ở các cái sinh nghiệp của Nhật về trực tiếp là tuyển dụng tại trung tâm Nhật ngữ HDT. Và chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị làm việc trực tiếp từ A đến Z, từ học, từ dịch thuật hồ sơ, từ phỏng vấn tuyển sinh đến tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi được làm trực tiếp từ A đến Z, và chúng tôi không qua một đơn vị trung gian nào. Đó. Và ngày hôm nay thì quý vị anh chị đã biết rằng là năm 2019 và các năm tiếp theo thì mỗi một thời điểm thì có một cái xu thế khác nhau. Như thế hệ của chúng tôi là thế hệ của những người 8X. Thì lúc đó xã hội Việt Nam đang rất là tập trung vào việc đó chính là rất là nhiều người đó chính là có nhu cầu học đại học cao đẳng tại Việt Nam. Đó chính là một xã hội thừa thợ, thiếu thầy. Nhưng cách đây tầm 3 đến 5 năm thì quý vị anh chị đã nhìn vào thực tế đó chính là xã hội Việt Nam càng ngày càng phát triển. Nhu cầu của các bạn trẻ có nhu cầu đó chính là hướng nghiệp ra nước ngoài. Đặc biệt đó chính là lựa chọn theo con đường đó chính là du học Nhật Bản. Mỗi một thời điểm thì các bạn có một cái sự lựa chọn và một cái con đường khác nhau. Con đường du học Nhật Bản nó là một trong những con đường rất là thực tế trong xã hội hiện tại Việt Nam bây giờ. Quý vị chị biết rằng là mỗi một gia đình thì có nền kinh tế phát triển lên và nhu cầu các bạn trẻ muốn đi ra nước ngoài nhiều hơn. Chương trình du học Nhật Bản thì quý vị chị đã thấy rõ rằng là có rất là nhiều các công ty, có rất là nhiều các trung tâm cũng làm về chương trình du học Nhật Bản. Nhưng mỗi một trung tâm thì có một cái sản phẩm và một cái dịch vụ khác nhau. Chúng tôi thì là một trong những đơn vị trực tiếp làm về du học. Và ngày hôm nay thì tôi rất mong muốn được chia sẻ với tất cả các học sinh, các em học sinh lớp 12, rồi các bạn có học các trường đại học cao đẳng, tốt nghiệp các khối ngành kinh tế, ra trường, có nguyện vọng nhu cầu đi du học Nhật Bản, và các bậc phụ huynh được tìm hiểu thật kỹ về chương trình du học Nhật Bản. Chương trình du học Nhật Bản thì dành cho tất cả các bạn, đối tượng đó chính là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12 ra trường, và tất cả các bạn đó chính là tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các khối ngành về kinh tế kỹ thuật, kinh tế. Không đi được theo diện visa kỹ sư thì các bạn sẽ lựa chọn đi theo diện du học và sau đó là chuyển visa. Chương trình du học Nhật Bản thì quý vị anh chị đã biết đó chính là nó rất là nhiều những cái thuận lợi. Quý vị anh chị làm ra một cái bài toán về kinh tế và làm ra một cái sự so sánh giữa tất cả các con đường khác nhau. Với một bạn tốt nghiệp trung học phổ thông thì có rất nhiều sự lựa chọn. Khi các bạn tốt nghiệp trung học lớp 12 phổ thông lớp 12 xong ra trường, các bạn có thể lựa chọn đó chính là thi vào các trường cao đẳng đại học tại Việt Nam. Các bạn cũng có thể lựa chọn đó chính là đi ra trường và đi làm việc luôn. Và đến ngày hôm nay thì tôi khảo sát rất nhiều các trường cao đẳng các trường cấp 3 trung học phổ thông thì số lượng đa số rất nhiều các học sinh lựa chọn rơi vào khoảng tầm 50-60% là các bạn trẻ có nhu cầu đó chính là khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì các bạn sẽ lựa chọn đi du học Nhật Bản. Và ngày hôm nay thì quý vị anh chị biết đó chính là du nhập học Nhật Bản thì nó đang rất là phát triển, và ngày hôm nay thì các bạn đang có nhu cầu đi rất là nhiều. Chúng tôi là một trong những đơn vị làm cái dịch vụ trực tiếp từ A đến Z luôn tại Hải Dương, từ học, từ đào tạo, từ dịch thuật hồ sơ, từ phỏng vấn, tuyển sinh tại Hải Dương. Nó rất thuận lợi cho con em trên địa bàn Hải Dương và các tỉnh lân cận.
các bạn không phải đi lại xa xôi và được có thể là học tại trên mảnh đất quê hương nhà mình với một cái sản phẩm rất là ưu việt, đó chính là cái dịch vụ của chúng tôi mang đến cho khách hàng. Thứ nhất là từ cái vấn đề đó chính là giá thành, thì tôi cũng rất là mong muốn được chia sẻ với tất cả các bậc phụ huynh với tất cả các em học sinh. Hiện tại thì về rất nhiều các đơn vị cũng làm về chương trình du học, nhưng thực sự rằng là giá thành của đơn vị rất là cao, có thể dao động tầm cỡ 240, 260, 280, và thậm chí có những bạn đi du học đến lúc mà xuất cảnh có thể lên đến phí tầm gần 300 triệu. Nhưng hiện tại thì ở trung tâm chúng tôi đang làm cái phí dịch vụ cũng rất là hợp lý, đó chính là phí dịch vụ là 187 triệu, bao gồm tất cả là học phí một năm tại các trường bên Nhật, và bao gồm đó chính là tiền học tại trung tâm, tiền dịch thuật hồ sơ. Và ngày hôm nay thì đấy chính là cái ưu điểm, đó chính là về cái phí, đó chính là một trong những cái dịch vụ mà tôi đảm bảo rằng là có sự cạnh tranh với rất nhiều các đơn vị khác. Cái ưu điểm thứ hai của trung tâm hiện tại của chúng tôi đang làm, đó chính là như các quý vị anh chị đã biết rằng là nhu cầu của các học sinh thì nhu cầu đi du học rất nhiều, nhưng thực sự rằng là các phụ huynh thì lại rất lo lắng cho con của mình, không biết là khi con của mình sang Nhật, có vì mới tốt nghiệp xong lớp 12, chưa có sự trải nghiệm, chưa có sự va chạm trong xã hội, rất sợ con mình sang bên đó có học được hay không, và công việc làm thêm thế nào, chỗ ở ra làm sao. Thì đấy chính là những cái nỗi lo của rất nhiều các bậc phụ huynh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi là một trong những đơn vị đã tuyển sinh rất nhiều những bạn đó chính là có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, có nhu cầu đi kỹ sư tại các vùng như ở vùng Kansai tại đất nước Nhật Bản. Thì những vùng này chúng tôi đang có rất nhiều các ưu điểm và đang có rất nhiều cái lợi thế. Cái lợi thế thứ hai đó chính là về phía trung tâm chúng tôi thì cái thông báo 187 triệu nó chưa bao gồm là ký túc xá. Đấy, và quý vị anh chị biết rằng là cái ký túc xá ở bên Nhật thì ở mỗi một trường cái phí ký túc xá nó dao động trong khoảng tầm 2 đến 3 man một tháng, có nghĩa là rơi vào khoảng tầm 4 đến tầm 6 triệu tiền Việt. Thì đây cũng là một khoản tiền rất là lớn mà đấy là chi phí tiền ở của du học sinh một tháng ở tại bên Nhật Bản. Thế thì quý vị anh chị biết rằng là với một cái chi phí này mà một bạn du học sinh bố mẹ chỉ lo cho đó chính là cái số tiền ban đầu đi thôi, mà các bạn không đi làm thêm thì chắc chắn là các bạn sẽ không đủ cái chi phí để cho cái việc đó chính là tiền ở rồi tiền chi phí sinh hoạt tại đất nước Nhật Bản. Thì về những cái tất cả những cái trường ở vùng Kansai ví như Osaka, Kyoto, Hyogo, vân vân, thì những cái trường ở khu vực này chúng tôi đã tuyển sinh rất nhiều những bạn có bằng cao đẳng đại học đi theo diện kỹ sư và các bạn đi theo diện tu nghiệp sinh. Thì chúng tôi trực tiếp đó chính là có rất nhiều những cái tòa nhà mà chúng tôi đã thuê sẵn cho các bạn đi kỹ sư, đi lao động và ở tại bên đó. Thì chúng tôi cho du học sinh trung tâm chúng tôi là đến trực tiếp đó chính là ở ghép ở các cái tòa chung cư và những cái phòng với một cái tiện nghi rất đầy đủ và với một chi phí rất là hợp lý. Với một cái chi phí cho một cái du học sinh ở bên đó nó rơi vào khoảng tầm 1 man đến tầm 1 man 2. Có nghĩa là quý vị anh chị thấy rằng nó rơi khoảng tầm 2 triệu đến tầm 2 triệu rưỡi tiền Việt. Thì để so sánh thì quý vị anh chị thấy một điều rằng là cái tiền chi phí ở nó sẽ rẻ hơn ít nhất là một nửa hoặc là 2/3 so với cái việc ở ký túc xá trong trường. Đấy cũng là một trong những cái yếu tố để giảm thiểu rất nhiều về cái áp lực về chi phí tiền ở cho các du học sinh khi mà Việt Nam sang bên đất nước Nhật Bản để học tập và làm việc. Đấy là cái ưu điểm thứ hai mà hiện tại chúng tôi đang làm được. Và cái ưu điểm thứ ba, như tất cả các quý vị anh chị và tất cả các bạn học sinh biết rằng khi mà các gia đình lo cho tất cả các con của mình đi du học, nhưng thực sự chương trình du học của chúng ta là chương trình du học vừa được học và vừa làm trải nghiệm. Còn thực sự nếu như một gia đình mà muốn cho con đi du học thật thì gia đình mới sẵn sàng phải có một số tiền rơi vào khoảng tầm 1 tỷ đến 2 tỷ Việt Nam đồng để chỉ cho con ăn và du học thôi, để học tập thôi, thì đấy là một nghĩa lý khác. Còn bây giờ đa số các bạn đi du học là mang tính chất là đi du học vừa làm. Đó, và quý vị anh chị biết rằng là quy định của Cục Định cư bên Nhật quy định rằng một du học sinh có cái quy định là một ngày các bạn chỉ được làm thêm là 4 tiếng đồng hồ và một tuần được làm 28 tiếng đồng hồ. Và quý vị anh chị biết rằng là nếu như một du học sinh và các trung tâm khác thì thường thường là chỉ có no cho các bạn đi một cái công việc làm thêm là đó ở bên Nhật, và sau đó rồi thì đa số là bản thân các bạn tự vận động. Và quý vị anh chị biết rằng là nếu như bản thân các bạn làm một công việc mà 4 tiếng trên một ngày thì khẳng định rằng là các bạn sẽ chỉ đủ cái tiền chi phí cho cái việc ở hoặc là cái việc chi phí sinh hoạt tại bên Nhật, và các bạn sẽ không no nổi được cái tiền chi phí cho cái học phí năm thứ hai. Trung bình học phí của các trường bên Nhật trong vòng một năm nó sẽ dao động trong khoảng từ 120 đến tầm 140 triệu tùy theo từng trường. Và quý vị anh chị biết rằng là gia đình thì cũng chỉ no cho con cái đi học cái số tiền ban đầu đi thôi, còn là đa số thì các bạn sang bên đấy các bạn tự vận động, các bạn tự phải kiếm tiền, các bạn tự phải đi làm để các bạn no cho cái học phí của mình năm thứ hai.
Và chính vì điều đó thì quý vị anh chị thấy rằng là rất nhiều các du học sinh của chúng ta không phải làm một việc mà các bạn có thể làm thêm 2 việc, 3 việc cùng một lúc. Đó, và cái thời gian các bạn làm thêm nó vượt quá số giờ quy định của cục định cư bên Nhật. Nên rất nhiều bạn đó thế là bị trục xuất về nước. Đó, rồi các bạn thấy rằng là đi làm 4 tiếng, thậm chí đi làm 8 tiếng, thậm chí đi làm 12 tiếng. Các bạn phải bắt tàu và di chuyển. Đó, và chờ đợi tầm 30 phút đến 1 tiếng để di chuyển là chuyện rất bình thường. Và chính điều đó thì du học sinh của Việt Nam rất là áp lực. Đó, và không có thời gian để học và thậm chí là ngủ trên ga tàu, ngủ trên bến xe và lên trên lớp thì ngủ. Và rất nhiều bạn sau quá trình là nhiều trung tâm là có thông báo cả ký túc xá, nhưng mà sau 6 tháng và sau 1 năm du học sinh áp lực và xảy ra tình trạng đó chính là bỏ không học nữa và đi làm luôn. Đấy, và đấy chính là một trong những cái gì đó bê bối và nó trở thành một cái ảnh hưởng xấu và một cái bộ mặt xấu cho các du học sinh Việt Nam khi sang đến nước Nhật Bản. Đấy, còn đặc biệt là cái ưu điểm thứ ba của trung tâm chúng tôi hiện giờ chúng tôi đang làm được, đấy chính là một cái ưu thế so với rất nhiều các đơn vị đối tác khác, đó chính là ở những cái vùng như Kansai thì chúng tôi đã tuyển rất nhiều các cái thực tập sinh rồi là kỹ sư cho các công ty và các doanh nghiệp tại các vùng này. Thì khi du học sinh của chúng tôi sang bên nước Nhật Bản thì chúng tôi không giống như các đơn vị khác là chúng tôi trực tiếp là xin việc cho các du học sinh vào trực tiếp các công ty, ví dụ các xưởng làm về điện tử hoặc các xưởng làm về bánh mì, các bạn sẽ làm việc trực tiếp trong các công ty và các xưởng. Thì quý vị anh chị biết là các bạn ấy làm theo ca và các bạn sẽ được hưởng lương theo giờ. Và khi các bạn vào trong công ty, các bạn làm việc thì các bạn sẽ theo giờ quy định của công ty chứ không phải theo giờ quy định như một du học sinh bình thường ở bên ngoài. Và chúng tôi đảm bảo được cho du học sinh của chúng tôi mỗi muốn một giờ làm thêm, các bạn có thể được những cái chi phí cũng khá là cao, nó rơi vào khoảng tầm cỡ 1/2, thậm chí đến 1/3 trên một giờ. Đấy, và các bạn có thể học ban ngày, các bạn có thể làm ca tối, hoặc các bạn học nửa ngày thì nửa ngày còn lại các bạn đi làm, hoặc những ngày thứ bảy chủ nhật, hoặc là đặc biệt là những tháng hè các bạn không học thì các bạn có thể vào trực tiếp các doanh nghiệp, các bạn làm full thời gian luôn. Thì đấy chính là cái khoảng thời gian để mà các bạn làm thêm được số tiền nhiều nhất để các bạn tích góp để chúng ta lo cho cái vấn đề chi phí năm thứ hai của cái tiền học phí của trường. Và chính điều đó thì tôi cảm thấy rất là tự hào khi rất nhiều các bạn du học sinh của trung tâm đã vào trung tâm và đi du học tại trung tâm chúng tôi thì sang bên đó các bạn không có áp lực nhiều về vấn đề chi phí, về cái việc là ăn ở, đóng bảo hiểm hay là cái chi phí của học phí năm thứ hai. Và rất nhiều các bạn làm thêm rất là tốt, có tiền gửi về cho cả gia đình và các bạn no và tự lập được cuộc sống, với các bạn có sự trải nghiệm rất là tốt. Thì đấy chính là cũng là một cái điểm mạnh của trung tâm chúng tôi. Và quý vị anh chị đã biết rằng là có một cái yếu tố nữa mà tôi cũng rất muốn trao đổi cùng với quý vị anh chị và tất cả các em học sinh, đó chính là bắt đầu từ kỳ tháng 4 năm 2019 thì nó xảy ra một trong những cái yếu tố mà không trung tâm nào mong muốn. Đấy, và rất nhiều các bậc phụ huynh cũng gặp phải rất nhiều các em học sinh xảy ra những vấn đề rủi ro đáng tiếc xảy ra. Đó chính là quý vị chị biết là sau cái chương trình mà Việt Nam của chúng ta đi du lịch Đài Loan và rất là nhiều người đó chính là đã bỏ trốn ra ngoài. Và chính từ cái đợt đó thì bắt đầu là cục định cư bên Nhật và bên Bộ Tài chính thì siết chặt rất là nhiều về cái vấn đề chứng minh tài chính. Thì quý vị anh chị đã biết rằng là với một cái du học sinh mà gia đình muốn cho con đi du học thì gần như gia đình phải có một cái sổ tiết kiệm gửi ngân hàng với một cái số tiền tầm 500 đến 700 triệu. Nhưng quý vị anh chị thấy rằng là cũng rất ít gia đình có một cái số tiền như thế này để gửi ngân hàng để cho con đi học. Mà đa số thì sẽ nhờ phía ngân hàng làm dịch vụ để có một cái chứng minh tài chính này. Và khi ngân hàng làm dịch vụ thì thực tế ra thì mỗi một cái đơn vị có một cái cách làm khác nhau. Có những cái phía ngân hàng thì sẽ làm dịch vụ là 2% cái số tiền mà cần chứng minh. Thì quý vị anh chị thấy rằng là một cái sổ tiết kiệm tầm 500 triệu 2% thì nó rơi vào khoảng tầm cỡ 1 triệu một tháng. Và thường thường cái thời gian chứng minh nó rơi vào khoảng tầm 5 tháng đổ ra. Và rất nhiều các gia đình sẽ phải có nhờ các phía ngân hàng để làm cho cái dịch vụ chứng minh tài chính này. Và chính vì cái dịch vụ chứng minh tài chính này thì nhiều đơn vị đó chính là chứng minh trong một thời gian quá ngắn. Và khi cục người ta check thông tin thì cái sổ đấy nó không còn tồn tại nữa, hoặc là chứng minh tài chính có xảy ra vấn đề. Và thì tháng 4 năm 2019 vừa qua thì rất nhiều các du học sinh của các trung tâm và xảy ra vấn đề chứng minh tài chính này. Thì đây cũng là một vấn đề mà phía gia đình và phía các bạn học sinh cần chú ý về vấn đề này và nên lựa chọn cho mình những cái trung tâm nào. Thứ nhất là có tiềm lực về kinh tế. Cái thứ hai đó chính là chứng minh tài chính một cách đó chính là minh bạch và công khai. Thì chính điều đó thì nó sẽ giảm thiểu được cái yếu tố đó chính là rủi ro về mặt trượt tư cách lưu trú. Đấy cũng là một trong yếu tố tôi cần lưu tâm đến tất cả các bậc phụ huynh rồi tất cả các em học sinh. Và tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh biết đến rằng là khi chúng ta đặt ra một cái phép so sánh, nếu như một người mà
học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ra trường thì sẽ có lựa chọn là một là học cao đẳng đại học tại Việt Nam, hai đó chính là đi du học Nhật Bản. Thì quý vị chị thấy rằng là với một cái khoảng thời gian đi du học đại học cao đẳng tại Việt Nam thì cũng mất thời gian là 4 năm và đi du học cũng mất thời gian là 4 năm. Nhưng cái vấn đề thứ hai chúng ta so sánh rằng với một cái người mà đi học đại học cao đẳng tại Việt Nam thì một sinh viên ví dụ học tại Hà Nội thì với một cái thời gian là một tháng thì gia đình cũng phải chi phí cho một cái khoản chi phí rơi vào khoảng tầm 2 triệu thậm chí đến 3 triệu thậm chí hơn trên một tháng cho một bạn đang là một sinh viên. Và tổng cái số tiền 4 năm các bạn học đại học ở tại Việt Nam có thể các bạn phải bỏ ra cái số tiền rơi vào khoảng 150 triệu thậm chí đến 200 triệu Việt Nam đồng đó, và đấy chính là cái chi phí mà học đại học cao đẳng tại Việt Nam là như vậy. Và chính bản thân tôi thì cũng đã là người học đại học tại Việt Nam thì tôi cũng đã trải qua những giai đoạn như thế thì tôi thật sự là tôi hiểu rất là rõ. Và quý vị chị thấy rằng là đi du học thì cái phí đưa ra thì nó cũng chỉ là bằng cái chi phí mà học 4 năm học đại học tại Việt Nam mà thôi. Nhưng cái thứ ba đó chính là về cái giá trị khi mà một người học cao đẳng đại học tại Việt Nam ra trường thì được cái gì và một người đi du học thì về được cái gì. Thì quý vị chị biết rằng là bây giờ chúng ta cần phải nhìn vào cái thực tế. Cách đây tầm các quý vị chị nhìn thấy được là 3 năm, 5 năm, 10 năm vừa qua quý vị chị thấy rằng là Việt Nam đào tạo rất là nhiều các bạn sinh viên có bằng đại học cao đẳng nhưng thực tế rằng là để xin được công việc đúng chuyên ngành hay để xin được một công việc theo đúng chuyên ngành bằng cấp của mình hay để xin được một công việc theo đúng cái mức lương mà bản thân mình mong muốn thì thực sự đấy là một điều rất là khó. Và rất là nhiều bạn đã phải lựa chọn những con đường khác nhau, ra trường với sự không có việc làm hoặc ra trường là đi xin một cái công việc bình thường để làm để sống chế cái điều trước mắt mà thôi. Và chính điều đó thì quý vị chỉ thấy rằng là một cái người học đại học cao đẳng ra trường thì đấy tôi cũng không phải nói rằng là không học đại học cao đẳng, những cái vấn đề là chúng ta nhìn vào cái thực tế đầu ra nó như thế nào để chúng ta lựa chọn và cho mình một cái con đường hợp lý nhất. Thì học đại học cao đẳng tại Việt Nam ra trường thì sau 4 năm ra chúng ta sẽ có một cái tấm bằng ở trên tay và lúc đấy bắt đầu chúng ta lại đi xin việc. Và quý vị chị đã biết rằng là nếu như bây giờ bình thường để theo xin đúng chuyên ngành thì có những gia đình phải bỏ ra tầm 200 triệu để 300 triệu vân vân để xin một cái công việc cho con cái của mình. Và các bạn cũng gần như là khi bắt đầu là các bạn học xong ra trường thì bắt đầu lúc đấy là lúc các bạn bắt đầu khởi nghiệp. Và quý vị chị thấy rằng là trường học là nơi kết thúc và trường đời nó là nơi bắt đầu. Lúc đấy thì với một cái công việc, một cái thu nhập rơi vào khoảng tầm 3 triệu, 5 triệu một tháng thì quý vị chị thấy rằng không biết đến ngày nào mà có thể là đủ tiền để tích cóp để ví dụ như là cho một cái số tiền là 200 triệu 4 năm học và thậm chí 200 triệu để xin việc. Thì đấy là cái mà thực sự là một cái con đường mà bản thân tôi cũng đã trải qua. Đấy, và ngày hôm nay thì cái xu thế xã hội càng phát triển lên thì rất là nhiều người sẽ lựa chọn cho con mình và bản thân các bạn sẽ lựa chọn đi theo cái hướng là du học. Du học thì 2 năm đầu tiên các bạn sẽ tập trung vào vấn đề các bạn học tiếng và 2 năm sau thì các bạn bắt đầu thi lên C-môn, các bạn đầu chọn trường, chọn ngành. Thế thì rất nhiều các bạn đó chính là học xong, đấy, ví dụ như các bạn là những người có bằng đại học cao đẳng, các khối kinh tế vân vân, các bạn cũng có thể lựa chọn đi theo cái hướng du học và sau khi các bạn học xong trường tiếng 2 năm thì các bạn có thể chuyển visa và các bạn chuyển thành visa kỹ sư. Thì với một cái bạn du học là tổng thời gian là 4 năm thì khi ra trường các bạn có điều gì? Thứ nhất là cái vấn đề tiếng bản thân các bạn đã biết và các bạn vừa biết viết, các bạn vừa biết giao tiếp thì nó rất thuận lợi cho bản thân các bạn. Cái thứ hai đó chính là khi các bạn sang một đất nước Nhật Bản, kinh tế phát triển, đời sống phát triển, văn hóa phát triển, con người phát triển, tất cả các yếu tố đó nó sẽ tác động đến con người của các bạn rất trưởng thành từ việc đó chính là kiến thức, từ việc đó là kỹ năng. Mà cái quan trọng nhất trong ra ngoài xã hội nó không phải là chỉ là kiến thức mà nó kèm theo rất nhiều yếu tố đó chính là kỹ năng. Và chỉ có khi các bạn va chạm một cái môi trường mới hoàn toàn, một đất nước phát triển thì cái kỹ năng của các bạn nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Đặc biệt sau khi 4 năm các bạn có rất nhiều sự lựa chọn đầu tiên là các bạn có thể chuyển thành visa kỹ sư, các bạn được làm việc trực tiếp tại đất nước Nhật Bản, các bạn được giống như người công dân của Nhật Bản là các bạn trở từ một sinh viên của một trường Nhật Bản ra làm việc chứ không phải là một lao động Việt Nam được tuyển sang làm việc. Đấy, thì đấy cũng là một cái sự khác biệt. Và các bạn chuyển thành visa kỹ sư thì các bạn sẽ có cái mức thu nhập cũng rất là cao. Cái điều thứ hai, các bạn có thể là về Việt Nam vào những công ty của Việt Nam và những công ty Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam, các bạn làm việc cho các công ty của Nhật Bản tại Việt Nam với những cái trình độ tiếng, với cái kỹ năng và đặc biệt là với một cái tấm bằng đó chính là bằng quốc tế của các bạn đã được đào tạo thì thực sự rằng các bạn về Việt Nam các bạn có rất nhiều các cơ hội và cái khởi nghiệp của các bạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi các bạn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng tại Việt Nam. Thì đấy chính là cái mà tôi thực sự là rất mong muốn các bạn trẻ trong cái thế hệ bây giờ đó chính là các bạn có cơ hội nhiều hơn, các bạn được trải nghiệm nhiều hơn và đặc biệt là các bạn được sự hỗ trợ của gia đình các bạn nhiều hơn thì các bạn nên lựa chọn cho mình
một cái con đường, một cái hướng đi nó rõ ràng. Và đặc biệt các bậc phụ huynh cũng nên lựa chọn cho con mình một cái sự lựa chọn để sau này con cái của mình rút ngắn được cái khoảng thời gian, rút ngắn được cái sự đó chính là lãng phí về cái thời gian trong cuộc đời của các bạn, để có một cuộc sống tốt đẹp và đặc biệt là có một sự trưởng thành trong kinh tế, trong phát triển cuộc sống. Và cảm ơn tất cả các bạn, đó chính là cái khoảng thời gian ngắn tôi chia sẻ đôi chút kinh nghiệm về bản thân mình, về một cái chương trình du học, để các bạn biết lựa chọn những trung tâm uy tín, những trung tâm làm việc trực tiếp để giảm thiểu các vấn đề rủi ro và giảm thiểu các vấn đề áp lực khi cho con của mình hoặc là các bản thân các bạn sang bên nước Nhật Bản. Và mọi thắc mắc các bạn cần tư vấn, các bạn cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở trưởng phòng tuyển sinh. Tôi là Phạm Khánh Hòa, số điện thoại của tôi là 0969 328 666. Đấy là số điện thoại của tôi, các bạn có thể liên lạc trên 24/24 giờ. Và nick Facebook của tôi đó chính là Phạm Khánh Hòa, và nick fanpage của trung tâm đó chính là Du học Nhật ngữ, Nhật ngữ HDT, Du học Kỹ sư Nhật Bản. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi giải đáp tất cả các băn khoăn thắc mắc, và quý vị anh chị được chọn những cái trường theo đúng ý nguyện vọng của bản thân mình và có được cái sự hỗ trợ tốt nhất từ trung tâm chúng tôi. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi.